here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh channel của mình và mình là My Ngân. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sợi dây để đeo vào khẩu trang á, để lúc mà chúng ta đeo thì nó sẽ không bị thất lạc cái khẩu trang của chúng ta, và lúc mà mình đeo vào thì nhìn nó sẽ xinh hơn. Ok, thì các bạn chỉ cần chuẩn bị những cái hạt cườm như thế này. Ở đây thì mình đã mua một bịch hạt cườm trộn nhiều màu lại như thế này. Cái loại hạt cườm này thì khác cái loại hạt cườm hôm bữa mình đã hướng dẫn cho các bạn, là cái hộp này nó sẽ to hơn nha. Và cái màu nó sẽ đục hơn chứ nó không trong như cái màu hôm bữa. Đây là những viên màu hôm bữa đây. Nó sẽ to hơn những viên cũ như thế này. Sẽ sử dụng luôn hai loại hạt cườm, là một loại nhỏ cũ và một loại sẽ to hơn nha. Mình sẽ để vào góc này. Và tiếp theo các bạn cần chuẩn bị một chiếc kim size nhỏ nhất có thể. Thì đây hôm nay mình đã chuẩn bị cái size bé tí như thế này. Các bạn hãy mua cái loại kim mà cái đầu này nó sẽ nhỏ nhất nha, để mà chúng ta có thể xỏ những cái hạt cườm mà nó nhỏ nhất á. Và hôm nay mình cũng sẽ sử dụng chỉ để xỏ nha. Cọng chỉ thì nó sẽ hơi dày và chắc để cho nó không dễ bị đứt á. Mình sẽ xỏ vào trong kim. Đó, mình sẽ xỏ vào trong kim như thế này, một đoạn dây dài vừa các cái kích thước mà các bạn muốn để đeo vào trong cổ á. Cắt nó đi. Mình sẽ xỏ theo hai cọng chỉ như thế này. Tiếp theo các bạn cần có đó chính là cái khoen để gắn vào vòng á. Thì hôm nay mình đã mua hai bộ, và hai bộ nó sẽ có đầy đủ như thế này. Và những cái dụng cụ để làm cái vòng này thì các bạn có thể mua ở shop bán đồ handmade, hoặc là các bạn cũng có thể nhấn vào link mô tả bên dưới, thì mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tìm kiếm nếu mà các bạn không tìm ra những vật dụng như thế này á. Mình sẽ đổ ra một cái nắp như thế này để nó dễ dàng lấy hạt hơn nha. Và cái loại này thì mình lúc mua về thì mình đã trộn lẫn nó lại vào với nhau rồi, nên là mình cũng sẽ khó khăn để lựa hơn nha. Mình sẽ để vào nắp để cho dễ dàng lấy hơn. Và chúng ta xỏ vòng thì mình sẽ lấy cái khoen này để mình xỏ vào trước. Mình sẽ lấy một đầu, mình xỏ vào trước. Mình chỉ cần sử dụng một cái móc này và một cái móc tròn này thôi nha. Mình sẽ lấy kềm mình bóp cái đầu này lại. Mình sẽ sử dụng cái đầu chỉ ở dưới này, mình sẽ buộc vào trong cái khoen này nha. Mình sẽ buộc một cái như thế này, và mình sẽ sử dụng cây kim mình xỏ qua cái khoen này nhiều vòng để cho nó chắc hơn. Mình sẽ cắt cái cọc chỉ dư này đi. Và mình sẽ quấn tiếp. Nó sẽ chắc cái khoen khóa này lại như thế này. Thì sau đó mình sẽ tiến hành xỏ vòng nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng những cái viên hạt cườm nhỏ này. Mình sẽ lựa những cái màu mà nó trong sáng nha. Mình cũng sẽ sử dụng những cái màu nó đen một xíu, nhưng mà mình lâu lâu thì mình mới sử dụng một màu thôi. Mình sẽ xỏ theo cái kiểu mà ngẫu hứng á. Mình sẽ lựa những cái màu sáng nhất trong cái này, mình sẽ xỏ vào. Thì lâu lâu nó sẽ có những hạt mà nó không qua được như thế này nè các bạn, thì mình sẽ bỏ qua. Nên là các bạn chỉ nên xỏ một lần một hai viên thôi, nếu mà nó không vừa thì mình có thể lấy ra được nha. Đó, mình sẽ kéo cho tới cuối cái sợi dây này. Ok, mình sẽ xỏ một cái đoạn dài như thế này, khoảng 4cm nha. Và mình sẽ lựa những cái màu sáng, và lâu lâu thì mình sẽ thêm một cái hạt tối màu vào thôi nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng những cái viên hạt cườm to như thế này. Mình sẽ lấy hai viên màu xanh lá trước. Sau đó mình sẽ lấy hai viên màu đỏ. Và cái dây hôm nay mình làm thì mình sẽ làm dây hình trái cherry nha. Và nếu các bạn muốn làm hình bông hoa thì các bạn có thể tham khảo video ở trên đây, thì mình sẽ để lên ở trên đây cho các bạn tham khảo nha. Các bạn xỏ 4 viên theo màu như thế này, và các bạn sẽ kéo xuống.
Mình sẽ chia ra hai viên màu xanh lá và viên màu đỏ tách ra như thế này. Và mình sẽ sử dụng cây kim, mình sẽ xỏ vào hai viên màu xanh lá. Và sẽ không xỏ vào hai viên màu đỏ và mình sẽ kéo. Mình sẽ kéo rút nó lại. Thì nó sẽ ra một cái hình trái cherry nhỏ xinh như thế này. Và mình sẽ tiếp tục xỏ những cái hạt cườm nhỏ này vào hàng tiếp theo. Và mình cũng sẽ xỏ một hàng dài khoảng 4cm như thế này. Mình sẽ tiếp tục làm một trái cherry kế bên nữa nha. Và mình sẽ lấy hai viên màu xanh lá trước. Và mình sẽ lấy hai viên màu đỏ tiếp theo. Sẽ tách nó ra như thế này. Và mình sẽ xỏ ngược cây kim ngược lên như thế này qua hai viên màu xanh lá. Sẽ kéo nó. Và mình sẽ tiếp tục xỏ những cái viên hạt nhỏ như thế này tiếp theo nha. Mình sẽ xỏ khoảng 5 hàng trái cherry như thế này. Thì sau đó mình sẽ xỏ những cái hạt cườm nhỏ nha. Thì mình sẽ xỏ một đoạn hạt cườm nhỏ dài nha các bạn. Ok, mình sẽ xỏ một đoạn hạt cườm nhỏ khoảng 25cm nha. Và tiếp theo thì mình sẽ làm một trái cherry tiếp theo. Thì mình cũng sẽ lấy hai hạt màu xanh lá cây trước. Sau đó thì mình cũng sẽ lấy hai hạt màu đỏ. Khi mà các bạn xỏ như thế này rồi thì các bạn có thể kéo tới kéo lui được nha. Nên là các bạn yên tâm, nếu mà các bạn không làm khít được á thì các bạn có thể kéo tới kéo lui được. Đó. Và mình sẽ xỏ giống như là khúc đầu mình đã xỏ như thế này. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và nhấn cái chuông và cái nút đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Bye bye.